cảm ơn mọi người nha. Chào mọi người đến với kênh Thanh Được TV. Thì hôm nay được với Tăng với tất cả anh em đây đi ra ngoài hồ này câu cá nha các anh nha. Thì đây sáng này được đi hơi trễ nên là Giang với Trung câu trước một ít rồi nha cả nhà. Để được quay cho cả nhà coi nha. Đây. Thì bên đây anh Dương đang câu cá bên kia nha cả nhà. Được nhiều chưa anh Dương? Cũng nhiều rồi. Nhiều là nhiêu, mấy chục rồi? Cũng rồi. 20 ký rồi. À. Cái ta. Đây, này Trung đây. Hello Trung. Ôi, dính rồi kìa. Lên lên cần thôi rồi. Quá đã. Cái gì anh? Cá trâu vậy? Ôi sao dính cái đuôi vậy? À. Đây, tiếp tục là anh Tăng sóc lọ. Đây Giang đây, đang ngồi đang đợi cần. Đâu Tăng dở lên coi cái thành quả mình sáng nha. Thấy lên làm gồ gồ, nhẹ cũng ngon. Gồ gồ, cá nó chạy thế. Giờ lại ăn miếng đi. Dở coi thứ đi. Đó, cả nhà thấy gì không? Nặng dữ rồi. Bây giờ mình qua cái hồ, qua cái bè của anh Dương nha cả nhà. Dính cái gì đây? Ô quá, quá dữ. Nha cả nhà. Coi anh này. Này cái gì? Cá trâu. Không thấy cái phao nó ta. Đó, cả nhà thấy cái phao lủng thấy nó vừa nhíp mí là ngáy ăn người ta này phải nhanh cơ, nhanh bắt lượt. Dính rồi, dính rồi cả nhà. Ôi má ngoài kia cả con vô quá trời. Ôi. Vô tiếp tục vô. Cái trôi cái gì? Cái câu cái gì nè? Cái trôi nè. Này mình câu thì chiều mình bán là ha. Ừ, chiều mình bán rồi. Ký nhiêu? Ký mười mấy ngàn. À. Không bán đem gì làm chả. Bán lấy vốn cần lại. Hai cá mình chậm nữa. Quá chú mình kia lên lên cần nữa. Hay ta. Quăng cực quăng đọt luôn cái nha. Quá, cá trôi bự. Chú kia lên cá trôi bự. Vô. Hay ta. Ôi. Dớt dớt. Phi nữa hả? Lên, ai vậy? Tăng sóc, Tăng sóc lọ vậy hả? Ủa hay quá Tăng ơi. Người ta mới tới vậy rồi. Ôi Tăng ơi, qua đứng đứng qua đây coi Tăng ơi. Hay ta. Bữa nay nhiều phi chú ơi. Có cái bè này không có. Hay ta. Cái dữ vậy nè. Trời thôi. Sao không cho ổng bự vô đây? À, thì giờ anh Dương đang xả mồi cho vụ cá lại nha cả nhà. Xả dữ vậy, xả lần mấy ký luôn ha, mấy ký mồi luôn. Con trôi nó hết vô luôn chú ơi. Nó mất mẹ sao rồi. Ê, chín. Bắt mắc phao luôn rồi không hay.
vô dính cho không hay cả nhà, mắc cái phao không hay. Mới xả chạy lan này thôi. Chú bên kia vô nữa vậy. Trời, thấy con vật quằn câu nhiều không vô nữa. À, giờ mình câu này là khoai lang nè, với trứng kiến nãy không? Ê trời, nãy con cũng bự lắm mà. Đâu rồi? Giờ lên rồi, đâu giấu luôn hả? Trời ơi, nãy dính con ngư phi và bá nạnh rồi, giờ dính con trâu nhỏ hả? Ngừ, ngừ mà có lúc xuống, có lúc lên. À, đâu móc mồi sao vậy? Mãi có thấp 5 rồi đó. Có mồi gì vậy? Trùng. Đâu, bên kia mồi gì? Trứng kiến với khoai lang, bên đây mồi trùng nè. Chị ngồi chai đây mà mặn. Bên đây con trai, bên đó con mặn. Có gì cái ta. Nãy tăng nhớt lên con phi và bá ha, bằng tay luôn. Nhỏ hơn cá có gian à. Ơi ơi lên cá à, lên cá à, từng con ăn luôn. Ấy trời. Giật vô. Lôi vô đăng vô hết á. Nó phải vô nghiệp. Nghiệp dư, mình tính theo nghiệp dư phải không? Có dính cá là mừng. Vô hậu ơi. Vô, tiếp tục chung 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 lên. Hy vọng clip này hậu sẽ được đủ mấy ngàn view. Đưa bên đây nè chung. Sáng giờ chung làm nhiều lắm à. Chung đưa bên đây nè dắt đồ. Coi đâu. Không nhà view gỡ đây cái gọng gọn cá luôn. Câu giải trí mà. Vô vô vô. Quá nha. Sao tao dính bự bự không anh dính ra xíu nha. Cá bự nhé. Bằng lưới anh Dương. Dương bằng lưới anh Dương ơi. Người ta. Cá trôi tiếp tục. Lên. Hay quá anh Dương ơi. Vô vô vô. Bự rồi, bự rồi. Bự rồi cả nhà. Từ từ dưới ơi. Từ từ đi nhanh nha. Lúc quay lúc quay lúc quay. Hay quá Giang ơi. Bỏ vô trong ấy kìa. Cái giọt kìa. Lỗ nào luôn nha. Chị gì bỏ nào luôn á. Chị mà con bự cũng được. Thôi bỏ nghe cái tủm. Ồ, ôi dính rồi, dính rồi. Hay ta. Nè ta. Dạ. Trong trong này trong toilet nên là tanh lắm. Cá nó điền. Dạ.
Màu tanh lắm. Tao kêu bằng trùng huyết á chứ. Sao vậy rồi? Trùng rồi, con gì đây? Ôi, khủng rồi, hàng khủng rồi, chung lên hàng khủng rồi cái nè. Đem đây nè, lôi đâu vậy? Đưa vô sọt nè, vô sọt nè. Chết đi, cái vợt là làm gì trời, không kêu bỏ vợt chứ. Vô vợt, vô vợt. Đồng cổng quá à. Đúng rồi, đó, xay đó. Tao lên tới. Đó. Tao mất lưỡi hả không? Đừng rớt nha chú ơi. Có mặn con cá nào không? Tính mặn cá là đi mặn luôn. Có hồ sẵn rửa luôn. Có hồ sẵn rửa với hồ bên kia luôn. Tôi mở nhỏ xe tăng. Ôi. Cái hả? Nghe chú. Lên cái trời. Đưa qua đây. Đưa hết xác qua đây, đưa qua đây, đưa vô. Ừ, đó. Đó, cái đầu lớn. Sao rồi? Cái gì vậy? Trời. Tăng dính cá trôi bự vậy hả? Đồng quá rồi. Nè cái nhà, anh tự nó trồng ở giữa trồng. Quá trời. Cầm mé cầm lên hướng bên đây. Bùm bùm á. Quá trời. Ăn cho vô. Ai kia nữa cả. Tăng à. Dạ. Anh đang quá trời rồi. Ghê chưa, tăng nhớt. Tăng sóc lọ. Ta chắc lò dính cái cá trôi. Ôi con hơn nửa ký á. Nhưng mà nhả vợ đi. Nhả vợ điện rồi có đây, cá. Chụp cho, chụp cho. Chụp điện ta, đẹp trai. Tăng, nước lên. Cá đẹp ơi. Trời. Lúc rồi. Dở cái xe, giật ra. Trời ơi ơi. Gớt tự nó vui quá, chụp hình trong băng cá luôn. Ơi ăn nè. Đi vô ăn. Hấp dẫn quá. Lẩu gà đá. Tại con này con cũng không gành nó nấu đại. Nó chín ăn rồi. Con nướng càng chán. Lấy cái chai nước suối đổ thêm nữa thôi, hết nước. Đấy. Trời ơi, để chú ăn chơi. Có đủ không? Thầy được mời cả nhà dùng với anh em được ở đây gà nấu lá giang nha cả nhà ơi. Con cá mà thịt gà mới ghê. Con cá ăn thịt gà. Anh nhận sao tăng? Dính cá sao? Đi ke. Đã tay luôn không? Rồi, vô đâu? Con cá trắng này hết á. Gặp con trâu đỏ là ông kia đấy à. Là coi cảnh vừa giật lên con cá đó là rét ra bức vậy. Chúng gà em mày như chúng. Có đây hai cục còn vô. Ăn này ăn đắng. Tấp lửa lại anh Dương ơi. Bây giờ anh em mình ngồi ăn xíu rồi câu cá tiếp rồi quay cho cả nhà coi nha. Quay
tạm ngừng tí. Đúng mà. Rồi anh hai. Chú. Rồi để nó đi. Ăn nghe chú ấy mày làm lẩu cá nữa, mày ăn tháng dài mày làm tiếp tục. Không ăn phô câu hả? Chiếc phô câu gì chị dâu mà. Mà cái đứng giữa thằng ấy nhậu. Nói vậy. Hay ba. Hay. Nó nói vậy, nhất là cầu gì chị dâu. Thì được thông báo cho cái ngài biết đó là cái tụng của mình gọng cá nó bị lủng nha cả nhà ơi. Câu sáng giờ cái chục ký mà giờ còn 3 ký à. Má cái mỏ bị ghê quá. Nè, tăng đang đông mai lại cả nhà. Nó chép mà. Từ vô nè, ngậm nè. Thôi rồi, còn mấy con. Đếm rồi còn mấy con. Không để chiều con lại nữa. Chiều lắm sáng vậy anh chiều nó nhịn nè. Rồi không quay luôn tăng nữa. Uống gì ta. Cái trôi bự còn không? Trôi với Phi còn gì? Bó tay con bà hai. Hồi nãy mà ông giỡn rồi đến chiều rồi. Con này mới dính sờ sáng nè, em không hỏi tới cha rồi mới nghi rồi. Rồi thả xuống đi. Nửa tụng mà giờ còn được 6 con, 7 con. 7 con chúa. Nhiều lắm á, sáng anh thấy người ta dở thấy hết rồi. Sáng còn cái chầu á không? Đó. Đó, cá bự chúng ơi, kéo lên chúng ơi. Ủa, dính rồi cả nhà. Nè, đưa vô cái dơ vợt nè. Đưa vô vợt luôn em. Đó. Đó. Cứu giờ là khỏi ấy rồi. Dính vô. Cho trời con bự á. Bữa mang bao tay rồi, bao tay đâu, lấy bao tay về bao tay đâu. Nhà hết luôn. Thôi giờ làm lại từ đầu. Cứ gắn lên. Để nuốt luôn rồi, nuốt trong luôn rồi. Thà là thả đi hết, ta làm lại từ đầu thôi. Dạ. Yeah. Quá trời, quá đắt con cá. Cái gì vậy? Dính đuôi nữa. Dính đuôi hả? Dương nãy giờ câu không thấy con nào. Dính miệng hết nè. Dạ dính rùa, dính rùa. Thôi để tôi vịn cái nón lại, lỡ quăng dính nó. Sao được rồi, ok, treo nó luôn. Đứng nhận rồi có thấy không? Dính rồi, chú lên cái gì đây? Ó, hay cho ta, giật bay vô luôn. Vô rồi, vô ý rồi. Dở lên cái tí chú, bự không chú? Ó, ba lạng. Dính rồi, lên này. Lên này, chú lên cái gì quần đọt nữa rồi. Trời ơi, Phi đây. Lên, lên. Quần đọt. Đó, bay vô giọt liền, giữ ta. Đã tay kìa. Này mình câu dính thì nhiều về mình làm gì chú? Bán hay là mình ăn á? Ê, lên hàng gì ơi? Lên rồi, lấy cái xấu rồi. Quá rồi, quăng đọt rồi.
em muốn lên con gì bằng đặc bánh. Wow wow, cá trôi bự dữ rồi. Rồi nó đâu văng luôn rồi chứ. Hay ta. Quá rồi. Của anh Dương là hoàn cằn luôn cả nhà. Dương hoàn cằn luôn, Dương dính cái bự không à. Dương chơi hàng khủng không à. Quá trời. Hàng khủng không anh Dương. Dính đầu hàng khủng không ha. Một là nhà anh, hai là nhà nghỉ thôi. Đó dính rồi, em dính rồi. Tôi thả luôn hả? Dính quăng đó. Hay vậy ta? Biết cá dính đuôi dính mỏ rồi hay ta? Chung cho Giang dính con nữa. Đó, đây tăng nãy dính con này đó cả nhà, cần của tăng quăng lại. Dính bự bộ, cá bự á. Ui, anh Dương lên cá, anh Dương lên cá. Cá trôi, cho nhỏ. Dính nè, chú dính mảnh, dính cái gì, quăng đọt rồi. Ô, wow, quá trời cá trôi. Hay ta, trời. Trời ơi, máu tắp mưa. Trời ơi, còn à. Tính là quá trời. Tính là rơi mất rồi em. Đang nghe thổi thấy rịch quá kìa. Chép cái chép. Cái hả? Trôi mà. Trôi. Dính cái trôi cả nhà. Không, đang nghe thổi nghe. Đang nghe thổi dính thấy liệt cái câu gực cái không các bạn. Rồi, vô. Con lành canh đào. Sắp hết rồi. Thổi đây còn tiếng cuối cùng, bào đi. Có giật chừng chục con gì cũng được rồi. À, kiểu chèo miền Đông nha cả nhà. Ở miền Tây mình chèo bằng tay chứ ở đây trên này người ta chèo bằng giò không à. Video của được cái đây kết thúc luôn cả nhà ơi. À, giờ này cũng 3 giờ anh em mình cũng câu về. À, cũng được một ít ăn quả nhỏ nhỏ tại vì cái tụng của anh em mình nó bị lủng á. Bây giờ anh em mình quay cho cả nhà coi cái quả từ sáng giờ ha. Từ cả nhà coi. Xong rồi cả nhà thấy có hay thì có thấy anh em mình cực khổ thì cho được xin một like và một lượt đăng ký kênh để được có động lực tiếp tục làm video cho cả nhà coi cả nhà ơi.
Chào Tăng, chào Mùa Heo Tăng. Ok. Giờ mình qua cái xem kết quả của anh Dương nha cả nhà. Đâu rồi? Của anh Dương đâu rồi? Kết quả anh Dương đâu rồi? Đánh luôn. Ôi, quá trời quá đất à. Wow. Có chục ký cả nhà ơi. Hơn luôn. Này hơn 15 ký, có cá mè nữa. Quá dữ rồi. Ôi, em lại công còn dữ hơn chứ bên chú kia nữa. Ôi ôi, quá trời, hai đó, hai chục hai mấy ký cả nhà, chục trâu, hai chục ký à? Ê, cái miệng nước đó dưới nước bây giờ đó. Ôi ôi, được không? Nhà thấy khủng không? À, cũng em muốn đi tới đây 5 giờ sáng hả? Quá khủng. À, anh về luôn em ơi, tôi bay nha. À, đây là thành quả của chú, à, chú nói chú tên gì quên tiêu rồi. Phan Du. Đó, cái nhà thấy không? Đổ ra mà cái thùng bị dữ nè. Đỡ rộng mà. Trời ơi. Có cá, con cá nó ngủm rồi chú. Thấy ngủm. Giờ nửa lọng này hai mấy ký cả nhà, có khi bự bự không nha. Mồi của chú làm rất là đặc biệt. Đó. Còn cá khủng không? Đổ đầy đầy hít luôn. Chú hít bên này bình thường đầy là nhiêu chú Hoàng Du? 40 ký. Chưa hả? Ôi ôi. Full này. Mình đón cho hai mấy ký rồi, tới 40 ký luôn rồi. Đây cái bự á, full 40, ôi ôi 40 ký cả nhà thấy không? Một buổi sáng của chú từ 5 giờ sáng cho tới 2 giờ mấy 3 giờ chiều, rồi quá thành công bữa nay. Rồi bye bye chú nha chú ơi. Ôi Tăng nhớ sát nguyên mịt cá. Ê quăng lại chừng sao không chiếc vô cái thùng á? Sao cá thả? Cá bán chưa hả? Gì hả? Ôi quá trời ơi, quá trời ơi. Tăng bắt nào bớt đây đó. Đây anh em đây, mình bán được nhiêu bán rồi, còn nhiêu mình ăn được, muốn ăn gì mình ăn cả nhà. Ê Tăng ơi, gớt cá phi ra ngoài Tăng ơi. Gớt cá phi ra ngoài Tăng ơi. Giờ về còn mình đóng này này em xách về em bán ấy đi kiếm vốn rồi. Ủa à, lại là giờ sau này đem về sao hả? Hả ơi ơi Tăng ơi, không ai lấy chú chú kìa. Tăng lấy đi Tăng, tính đâu đi. Tăng lấy mớ anh về làm chảo luôn nè. Lên trên đi, lên trên chảo lấy không Tăng, lên trên đi. Lấy thì không như vậy. Ừ.